Hello, chào các bạn nha. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cá lọt. Tất nhiên là sò điệp á, hấp XO sốt với sa tế. Thì hồi chiều mình có đi ra chợ, mình thấy nó bán sò điệp ngon quá, cho nên mình mua ít về mình xem bữa nay thì mình sẽ làm cái món này. Thì trước tiên á, thì mình vì mua về mình phải rửa rồi mình làm cho nó sạch cát xong, rồi bây giờ bắt đầu mình đem mình bỏ vô nồi bắt đầu mình hấp nha. Nói XO sa tế thì make sure anh có muỗng XO ở đâu? Thì muỗng XO thì bỏ vậy cho nó XO là nó thơm. Sa tế hai thứ luôn. À, cho nó thơm nha. Cho nó khác khác gì đây. XO thì nó thơm, còn sa tế thì nó cay. Hai cái làm chung nó mới nó mới ngon. Thì giờ mình bỏ nó vào nồi, mình vô cái sỉnh này đây, mình hấp. Mình hấp trước. Thì bắt đầu mình làm cái sốt sau. Này là sò điệp ở Úc nữa bạn, rất là tươi, bắt nó từ dưới biển ra lên. Nó rất thịt mà nó dai hơn cái sò điệp nhập từ Trung Quốc với ở Japan với Nhật á. Japan với Nhật thì nó hơi bở hơn, còn này của Úc nó rất là dai. Ok, xong giờ mình để mình hấp. Mình bỏ nước vô. Mình hấp mấy cái đồ biển này á, mình mới mình bỏ chanh hoặc có tắc thì mình bỏ trong này trái tắc nha bạn, cho nó bán cái mùi ấy, cho nó có mùi thơm á. Rồi để nó lên hấp cách kỹ. Thôi vậy đó, để mình hấp, mình bỏ vô cái sỉnh bự mình hấp. Hấp cách thị nữa. Rồi giờ mình bắt đầu mình làm cái sốt nha các bạn. Thì trước tiên thì mình lấy hành lá ra, mình rửa sạch. Thì bắt đầu mình cắt nhỏ ra. Rửa sạch hết. Đó, rửa hành lá vô đây, mình tươi nè. Đó, mình rửa cái mình sắc nhỏ này, nhiễm nhiễm nha. Hành này
muốn ăn nhiều hành thì bỏ sắc nhiều không ạ? Không sao, rửa không sao. Chủ yếu là cái sa tế với cái ếch âu sốt nó mới ngon. Còn này không sao, nhiều ít gì tùy mình, muốn ăn nhiều bỏ nhiều, muốn ít bỏ ít. Rồi bắt đầu đem qua đây mình bắt cái chảo lên. Cho dầu ăn vào khoảng chừng 50 ml nha bạn, 50 ml. Đây là ếch âu sốt. Ếch âu sốt nè. Cái này mua ngoài shop các bạn, tiệm á, tiệm thực phẩm nó chỗ nào ở ngoài Á Châu là ở đâu cũng bán hết rồi. Mua này. Này là ếch âu sốt nè. Cho này cái câu sốt là một muỗng thôi cho nó thơm, cái mùi thơm. Còn sao nó lỗ quá bò lỗ như vậy. Nổ quá. Còn cái này là sa tế. Sa tế mình cho 2 muỗng. 2 muỗng cà phê các bạn. 2 muỗng cà phê sa tế. Rồi xong rồi tới là hai muỗng canh nước tương. Tương này sôi sốt là nước tương này nè. 2 muỗng. Rồi kế tiếp là 2 muỗng đường, 2 muỗng cà phê đường, cutted sugar. Rồi trộn đều lên, quậy đều lên cho nó tan lên. Đó. Cho lửa lên. Quậy đều nó lên rồi mình thử nha các bạn. Nấu gì mình vậy mình phải thử. Nêm nếm cho nó vừa ăn hay mình hay kho vừa ham, mình phải nêm nếm cho nó biết thêm bớt rồi. Rồi, rất là vừa ăn á. Rất là ngon. Xong rồi tới mình cho hành lá vào là cái cuối cùng.
trộn đều lên. Đó, rồi xong cái sốt rồi đó. Thì chờ cá lọt nó chín rồi mình để sốt lên, mình hấp thêm một khúc nữa là mình đem ra mình ăn. Rồi một khúc đã tới, rồi mình tắt lò lấy ra. Ok, go. Quá ngon. Ok, đó nhìn thấy hấp dẫn chưa, thấy thèm chưa các bạn, quá ngon luôn. Oyster egg au sauce and egg au and satay sauce. Cá lộp. Ồ, nó lộn cá lộp. Anh ăn sò điệp đó các bạn. Ôi sợ nhiều quá rồi, nghĩ tới ôi sợ. Do tờ rồi. Ok, giờ mình để mình khắp cái dĩa nè. Dĩa đây. Khắp cái dĩa. Rồi, có nhiều nó ướm nước nhiều quá. Cái ướm nước nhiều quá. Nước thì rất ngon. Cái dĩa cho chế mì. Gì đó đó, bên đây là hôm nay có dĩa rồi, mình lấy ra rồi. Lấy để... quên để con nằm dưới không thấy. Hai con luôn không có sốt. Hai con, ừ, hai con luôn. Rồi đưa đây. Năm con nha. Cho thêm vô. Rồi. Để đó mình lấy một vài tấm hình. Để mình các bạn. Xếp qua đây. Nó đều á. Rồi xong, bắt đầu mình thử thôi. Giờ bữa nay mình oyster như bia. Ờ, nó không phải oyster. Ý ra, lộn, oyster nữa, cá lọp. Cá lọp. Cá lọp. Cá lọp with Corona beer. Cô bê chứ mày. Oh, I am sorry.
Im lặng. Chung nó ngã rồi. Oh. Sorry. Chân này cũng đúng xem. Chân này cũng đúng. Chân hết thì sẽ hình dị chân đúng không? Có tắt thì tắt này mà. Chân tắt cũng được, tắt cũng rất ngon. Chân thì chân có tắt thì tắt. Có mùi sa tế ấy, cái ngầu số nó thơm. Sa tế nó cay cay á. Rất là ngon ha. Sa tế không, nó không có mùi đủ mùi thơm. Phải phải có ấy câu miếng bữa nay cho một muỗng cái gầu, hai muỗng sa tế, hai muỗng canh nước tương, rồi nó ngon á, thì là ngon, hai muỗng đường, dạ yeah, rất là vừa. Vô các bạn, vô. Thì đó, mình đây là xong một cái món cá cát cò đẹp ấp xào sốt ếch âu và sa tế sốt, thì ăn rất là ngon các bạn. Thì các bạn nào nếu mà có thì muốn thử làm ăn cho biết. Thì tới đây mình cũng xin kết thúc video các bạn, chúc các bạn xem video vui vẻ nha. Hẹn gặp lại video kế tiếp. Bye-bye.